Tiên sẽ giới thiệu đến các bạn một trò chơi mới, đó là nàng tiên cá và hải tặc. Bây giờ bạn nào muốn đóng vai hải tặc? Đứng qua một bên. Hải tặc qua bên đó đi. Giới thiệu luôn cho các bạn, đây là hang của hải tặc. Hải tặc thì đi lại đây theo Tiên. Rồi nha, mấy bạn hải tặc sẽ cố gắng bắt nàng tiên cá. Rồi, điểm danh có bao nhiêu bạn hải tặc? 6. Nhiệm vụ của các em là bắt nàng tiên cá đem về đây. Còn đây là cá mập nha. Bạn Ba Sa sẽ làm cá mập. Hải tặc mà bị bạn Ba Sa cá mập bắt thì phải đứng yên chờ bạn hải tặc khác tới cứu. Hiểu chưa? Mà em vừa không biết là hải tặc tới sao? Nè, thí dụ em đụng vô hải tặc là hải tặc đứng yên không được chạy nữa, phải chờ những bạn hải tặc khác tới cứu em. Mà mấy bạn hải tặc khác tới mà em đụng thêm cá nữa hai người đứng không? Đúng rồi. Nếu mà em làm cho tất cả hải tặc đều đứng hết, không còn bạn nào trốn thoát em được hết, là cá mập chiến thắng. Rồi, ai làm nàng tiên cá? Da cá đâu? Bốn bạn làm nàng tiên cá. Không, em là cá heo. À, rồi. Cá heo là bảo vệ của nàng tiên cá. Nàng tiên cá mà bị mấy bạn hải tặc bắt đem vô hang á, thì em sẽ đi vô hang cứu. Nha. Em phải chặn luôn thịt, không cho bớt thịt. Nhớ nha, hải tặc không được tấn công cá heo nha. Nếu thợ săn bắt hết nàng tiên cá thì đội thợ săn thắng. Cá mập chuẩn bị tấn công hải tặc chưa? Các nàng tiên cá chuẩn bị trốn thoát chưa? Các nàng tiên cá không được lên bờ, có quyền bơi khắp cái hồ bơi này. Trò chơi bắt đầu. Đi bắt hải tặc đi. Nè cá mập nè. Kìa vô ổ kìa, vô ổ kìa. Ổ kìa. Kìa, hải tặc kìa. Không có ai lên bờ là thua đó, ở dưới nước hết. Rồi đứng yên chờ bạn khác tới giải cứu. Giải cứu chị đi luôn. Sao cá heo không đi giải cứu bạn mình? Em đâu có chạy thoát được. Nàng tiên cá em bị bắt rồi, em phải ngồi đây chờ cá heo tới cứu. Hiểu chưa? Cá heo ơi, giải cứu bạn nè, có một nàng tiên cá bị bắt nè. Cá heo này lười ghê trời. Cá heo đi cứu nàng tiên cá mà cũng phải đợi nhắc nữa trời. Cá heo này có biết làm nhiệm vụ không? Chắc impossible luôn quá, bất khả thi với cá heo này vậy. Đúng rồi. Chạy bên nè. Cũng không cần phải kéo đâu nha, để bạn tự nguyện vô được rồi. Rồi cá heo đụng đi. Đụng là bạn này được quyền chạy ra. Đụng là cá heo mà đụng ai là được quyền chạy ra. Chốn nó làm gì, bơi ra ngoài chứ. Có cá. Nhớ nha. Rồi. Bị đứng rồi. Đứng yên rồi, không ai giải cứu. Em không được cử động nha. Em cử động là em thua. Đứng yên rồi. Kìa. Bạn nó đâu có ai bắt đâu. Chưa có cá heo tới cứu, bạn nó không có chạy được. Để bạn nó rồi. Rồi đứng yên tại chỗ. Nhớ cái mặt cuối cuối xuống nha. Lặn xuống.
lặn nhanh lên cá mập. Ồ, cá heo đã giải cứu hết tất cả nàng tiên cá rồi, đi theo cá heo đi, trốn hết đi. Nè, vô bắt hải tặc nè. Rồi đứng yên. Tiêu làm chứng, một tên hải tặc đã bị cá mập tấn công. Giải cứu cho bông. Hai tên cá mập đã bị tấn công, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Trời ơi, để cứu hết rồi. Rồi đứng yên tiếp. Bạn này bị đứng rồi. Ê, em không có nhúc nhích. Em nhúc nhích là bị á nha. Đứng yên tại chỗ. Trò chơi đã trải qua 5 phút rồi nha các bạn ơi. Phải lặn xuống. Ơi, chàng vàng hả? Cái này gì đâu? Cái heo đậu con rồi mà mấy đứa đó còn lại con đi thôi. Không có tính tại nè, chừng nào cá heo đụng em vô hang, cá heo đụng em mới được thoát. Chứ em bên ngoài cá heo đụng không có tác dụng. Muốn chơi không giờ bị bắt không? Bơi gần cá mập á. Lên bờ bị rồi. Về hả? Bạn này về. Bạn nó nghỉ rồi. Còn 15 phút nữa thôi. Trò chơi bắt đầu rồi, em đâu có thay đổi được. Mấy bạn đang chơi. Tấn công đi. Đụng rồi, đứng yên, Tony đứng yên tại đây nha. Ồ, cá mập hay quá, bắt được một hải tặc giam ngoài đảo luôn. Vợ đứng yên tại chỗ đi, không được đi coi nữa. Đứng yên tại chỗ. Rồi đứng yên tại chỗ. Ôi ơi, đứng ngoài nước luôn hả? Cho hải tặc vô bờ đi, rồi bám vô đây đi. Còn mấy tên nữa. Còn một tên nữa. Nhớ tính kỹ nha. Dạ. Ồ, ba Sa hay quá, bữa nay ba Sa bơi khỏe quá, lặn giỏi quá. Người cá ba Sa lên rồi. Hôm nay người cá ba Sa mạnh quá các bạn ơi. Ủa, ai giải cứu cho em vậy? Em đứng đây rồi. Đứng luôn phía ngoài chứ. Là em sẽ bị phạt á. Những bạn chơi ăn gian đều bị phạt thục xì dầu á. Trò chơi vận động này sẽ giúp cho các bạn tăng thêm thể lực dẻo dai, sức bền và mạnh mẽ. Tiên cá nãy giờ sao con chạy cái mấy bạn kia, mấy bạn hải tặc chạy hết trơn luôn đi luôn. hải tặc vừa quên luôn bắt tiên cá rồi. Đúng rồi, con nói ấy bắt tôi nè, mấy bạn chạy hết trơn. Như vậy thì hải tặc sẽ bị thua chắc như luôn. Tiên cá vẫn ở đây. Bắt hết tiên cá là hải tặc thắng rồi, không chịu tự nhiên về lo đi trốn cá mập, mắc cười quá ha. Biết sao không? Trò này là thử thách trí não của mấy bạn á, hồi mấy bạn bị quán hết. Mấy bạn quên luôn nhiệm vụ. Thấy trò chơi mạnh quá không? Ý nghĩa quá đúng không? Cá mập
mập quyền lực quá, cá mập mạnh quá, cá mập ơi. Em phải làm hải tặc hả? Nãy giờ em chạy trốn thác không? Sao không đi bắt tiên cá đi? Bắt về làm nước cá. Trốn thác hoài hả? Cá heo giải cứu hoài hả? Cá heo giải cứu tiên cá hoài rồi các bạn ơi. Vậy hồi bắt tiên cá sắp tiên cá theo luôn, vác tiên cá lên vai chạy luôn, chạy trốn cá mập. Tion đâu có cứu được. Bám vô Tion đi, cá mập vô hốt cho lẹ. Tion ơi, không ai bắt em với Tion. Thì em lặn đi. Nhìn em rành rành trước mặt kìa, không ai bắt cá mập. Cá mập mạnh quá. Dạ, cho bơi vô bờ. Ủa vậy là hải tặc bị bắt hết chưa? Dạ rồi. Dạ. Hải tặc đâu hết rồi? Hải tặc hết rồi. Lên bờ hết rồi. Đây anh ơi, vậy nó bị sao lại nó cứu được kia ơi? Vậy là chắc trò chơi kết thúc luôn rồi. Yeah. Thôi trò chơi kết thúc đi. Hải... Yeah, đúng rồi. Cá mập đã chiến thắng. Hay quá vậy ta. Rồi trò chơi kết thúc. Hẹn các em chương trình lần sau nha.